Bà con đang theo dõi bản tin thị trường phân bón và lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, bài toán nguồn cung được tháo gỡ nhưng hiện giá phân bán lẻ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn ở mức cao, dù trước đó đã được điều chỉnh bình ổn trở lại. Càng về cuối vụ thì gặp một số khó khăn trong khâu thu hoạch hoặc do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên thì giá lúa tươi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang được duy trì ở mức ổn định và có dấu hiệu sôi động trở lại. Sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu là thông tin về thị trường phân bón. Thưa bà con, sau khi bình ổn trong gần 2 tuần trở lại, thì hôm nay giá phân bán lẻ tại các khu vực đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ biến động. Trong đó thì phân ure bất ngờ tăng giá, dù là nhu cầu tiêu thụ chưa nhiều. Cụ thể, hôm nay ngày 3 tháng 9, cập nhật nhanh tại thị trường An Giang và Đồng Tháp cũng như Kiên Giang, giá bất ngờ tăng từ 10.000 đồng trên một bao đối với bao 50kg. Như vậy thì trong vòng 2 tuần trở lại, giá bán lẻ ure đã tăng 25.000 đồng trên một bao, vượt mốc 800.000 đồng. Chi tiết như sau. Phân ure đầu trâu giá 760.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân ure Phú Mỹ giá 760.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Phân ure Cà Mau giá 805.000 đồng đến 815.000 đồng trên một bao. Còn đối với phân DAP, sau khi tăng vào các phiên giao dịch trước thì hiện giá bán lẻ cũng đang được bình ổn trở lại. Tuy nhiên, đây là mức giá khá cao. Nhưng đáng nói hơn là tại các địa phương có sự chênh lệch khoảng 30.000 đồng trên một bao 50kg. Cụ thể, DAP Hồng Hà giá từ 1.400.000 đồng đến 1.420.000 đồng trên một bao. DAP Đình Vũ giá từ 1.100.000 đồng đến 1.140.000 đồng một bao. DAP Hàn Quốc Đen giá từ 1.350.000 đồng đến 1.395.000 đồng trên một bao. Duy nhất ngày hôm nay, giá kali và lân được duy trì ở mức ổn định, giá bán lẻ tại các tỉnh trong khu vực không có nhiều biến động và được dự báo là sẽ bình ổn đến giữa tháng 9 năm 2022. Cụ thể, giá ngày hôm nay được cập nhật. Kali Cà Mau giá từ 980.000 đồng đến 990.000 đồng trên một bao. Kali bột Phú Mỹ giá từ 850.000 đồng đến 875.000 đồng trên một bao. Lân Lộc Điền giá từ 270.000 đồng đến 280.000 đồng trên một bao. Phân lân Văn Điển giá từ 240.000 đồng đến 250.000 đồng trên một bao. Phân lân Lâm Thao giá từ 250.000 đồng đến 260.000 đồng trên một bao. Phần cuối là giá bán lẻ phân NPK các loại. Theo đó thì giá bình ổn sau khi giảm nhẹ vào tuần trước, mời bà con cùng tham khảo. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau giá 820.000 đồng đến 850.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật giá từ 780.000 đồng đến 800.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 ba con cò giá từ 1.180.000 đồng đến 1.190.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 đầu trâu giá từ 1.020.000 đồng đến 1.040.000 đồng trên một bao. Tiếp theo là thông tin về lúa gạo. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay, ngày 3 tháng 9 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức ổn định. Riêng gạo điều chỉnh tăng 50 đồng trên một ký so với ngày hôm qua. Theo đó, thì tại thị trường Hậu Giang và Kiên Giang, giá lúa tươi ổn định, cụ thể như sau. Lúa GS1 giá 6.300 đồng đến 6.500 đồng trên một ký. Lúa IR50404 giá 5.400 đồng đến 5.500 đồng trên một ký. Lúa Đại Thơm 8 giá 5.800 đồng đến 6.000 đồng trên một ký. Lúa OM18 giá từ 5.800 đồng đến 6.000 đồng một ký. Trong khi đó, thì khu vực An Giang và Đồng Tháp, giá lúa tươi ngày hôm nay tiếp tục được điều chỉnh đi ngang. Cụ thể, lúa Jasmine giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Lúa OM5451 giá 5.500 đồng đến 5.800 đồng trên một ký. Lúa OM6976 giá 5.500 đồng đến 5.700 đồng trên một ký. Cuối cùng là giá lúa tươi tại khu vực Sóc Trăng. Lúa ngày hôm nay bình ổn, riêng giá lúa ST bất ngờ tăng 150 đồng trên một ký. Cụ thể, lúa ST24 giá 7.200 đồng đến 7.500 đồng trên một ký. Lúa Nàng Hoa Chính giá 5.600 đồng đến 5.800 đồng trên một ký. Nếp Long An giá 7.650 đồng trên một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu IR50404 điều chỉnh tăng nhẹ 100 đồng trên một ký ở mức 8.050 đồng đến 8.100 đồng trên một ký. Còn gạo thành phẩm là 8.650 đồng đến 8.750 đồng trên một ký.
Trên thị trường thế giới, giá gạo chào bán xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Hiện giá gạo 5% tấm ở mức 393 đô la Mỹ trên một tấn, gạo 25% tấm giá 378 đô la Mỹ trên một tấn, gạo 100% tấm giá 383 đô la Mỹ trên một tấn. Thưa bà con, thông tin thị trường lúa gạo và phân bón do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cập nhật. Thông tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử báo Công Thương và thị trường phân bón.com. Mến chào và hẹn gặp lại bà con. Phú Nông mang đến sự khác biệt.